Chào quý vị các bạn, quay trở lại với kênh của Viết Phú. Trong video hôm nay em đi qua đi chợ qua để em tiện em ghé vào một chút, vì này dịch nó tăng mạnh quá. Quay em có mấy con em quay ra quá xem có mấy con thì cũng hay. Em cũng định vào kiếm một con âm ly âm con về nghe mấy cái chích cái đôi la bót 101 để nghe cho nó vui, mà tiện thì em quay luôn với bác có mấy cái mới gì đấy. Con trầm điên đông giống của Lobo nhỉ. Đây là DHTS 316 1650, tầm 3 triệu rưỡi gì đấy. Rất đẹp nhỉ. Mã của nó DHTS 316. Này loa highway 4 loa con highway 4 speaker đây. Đấy, có đầy đủ thiết bị như rất sử dụng. Hôm nay nó chỉ bán cái trầm không, không có loa con nó đi kèm, nhưng mà nó ghi đây là một loa loa hai quay hai đường tiếng và bốn con. Ở cái này nhẹ hơn của Lobo nhiều. Này nó chỉ tầm 4 cân, còn Lobo nó rơi tầm chục cân. Đây trên đỏ là nó cũng có khác biệt nhất định. Con này là 3,5 triệu. Cái này cũng có một Sony, cũng con trầm Sony SACT 780 33, con này 7 triệu, con này thì nó nặng như 15 cân, đúng nó nặng hơn, nó khác bọt. Về cái độ nặng thì tiếng thì chắc chắn là nó sẽ có phần khác biệt. Sau 2015, loa này là 22 kênh, 2.1. Cái này có NFC, Bluetooth 4K luôn các bạn. Công suất 200W. Ghê thật. Có cả điều khiển và giấy chứng minh. Con này SACT 780 nhé, có cả Bluetooth NFC luôn, ghê đấy. Bên này thì có gì đây? Onkyo HTX22DA, con này thì một mẫn mốt 2008 thôi. Con này thì cũng không có gì lắm. Dưới này thì có một con trầm của Yamaha NS SVK050 ạ. Này thì cũng có giá 7,7, giá tương đương với tầm các con trầm này thì nó tương đương với nhau, giá nó cũng tầm này hết. Và trên 7 thì đơn giá 2016. Con này thì 28Hz cho đến 200Hz, không có ghi công suất ở đây. Em sẽ dạy hướng sử dụng xem nó có, nó là NSFK050 à. Sau đó thì cũng hơi khó xài, chỗ này có cái lưu thông hơi khá đẹp. Em sẽ quay sau đó để xem thông tin nó cho bác xem. Con này 30W, 50Hz, 60Hz và 100V in của Indonesia. Đa số mấy con trầm bộ này thì đa số hay với Indonesia thôi. Đây, cái này là một con chuyên NS51WK. Con này giá 25,3 triệu, tầm hơn 5,2 triệu đấy. Con này thì 280W cơ, rất là khủng đấy chứ. Đấy, thì có cho thiết minh và các như thế này. Màu đen là đẹp, Pioneer này. Đấy, nó khá là đẹp. Đây là mấy con nó khá lạ đây. Bên này thì có con gì? Đây, cái đồng DCD1630G. Con này gần 5,5 triệu. DCD, con này cũng là DCD nữa. Còn đây có hai con DCD, DCD 755 hai la mã và DCD 1630G cùng của đen đâu, giá tương đương nhau tầm 5,5 triệu một con. Và CD vừa giải mã là đây, có cả, và tất nhiên là có con này không có điều khiển ạ, hai con đều không thấy có điều khiển nên là rất là rẻ là vì vậy. Con này là một con MDK MF 7003 của Kenwood. Như bác hỏi cả bộ những con này nhưng mà không có. Con này thì 3,5 triệu. Con này thì tầm 3 cân thôi. Được nhỉ, đẹp đấy. Trên đây thì có vẫn là một em đen ông DNP 720SEFP. Con này thì có giá là khoảng 3,5 triệu. Có xem nào, bao nhiêu
nó không ghi bao nhiêu bit. Đây, nó rồi có cổng USB iPod này, có Network Audio Player chơi nhạc mạng nha bác, nhưng mà nó không ghi bao nhiêu bit ở đây cả. Có điều khiển luôn, bảo hành 6 tháng, đó là đẹp, rẻ 3,5 triệu. Trước hình như nó bản 2.2 phải, sau đợt này rẻ thế. Đây, mà một em có nhiều anh hỏi này, Sony CDP-XA30ES, con này giá 7 triệu, đẹp quá, vàng. Ông anh, đẹp. Các phím chưa thấy mờ nhạt gì, núm vặn vẫn là rất là ok, nhạy bén. Đấy, con này thì để em xem. Chơi CD này, ES CD này, có điều khiển này. Còn tất nhiên hàng cũ thì không thể tránh được những vết xước, người ta ghi hẳn đến đây. Này Sony sản xuất năm 1999, bảo hành 6 tháng. Rồi, bên này là một em Marantz CD5005, hoàn chơi CD, MP3, CD Rite và Read, ghi đĩa, đọc đĩa. 2Hz đến 20kHz, có remote, có điều khiển này, có dây nguồn các thứ. Phía sau nhà bác bảo là phía sau để quay, nhưng mà em thì cũng rất là muốn quay phía sau nhiều cái. Nó cũng có thể quay được, những cái không quay được thì em đi một mình, một tay cầm điện thoại, một tay quay lỡ rơi thì nó cũng ốm đòn, nên là các bác cũng hết sức thông cảm giúp em. Em đi hai người thì sẽ có một người xoay sang cho, còn em sẽ quay hoặc là người quay xoay sang cho thì sẽ dễ hơn. Và cái nữa là cái nhiều bác cũng hỏi là cái cước vận chuyển như thế nào, thì em cũng nói rất là nhiều lần trên kênh của em rồi, và em cũng đã đăng trên Facebook và cũng như là trên Zalo, YouTube là 230.000 một cân. Thì hiện tại nhiều bác cũng hỏi thắc mắc rất là nhiều. Và hai nữa là em cũng có cho cả số Zalo còn Facebook trên video, nhiều bác xem video xong vẫn hỏi là liên hệ chủ bằng cách nào, Zalo ở đâu, em cũng không biết là các bác xem có để ý không. Thì bác chờ, em cũng có để ở dưới video hoặc là ở trên mô tả video hoặc là ở trên nền màn hình luôn. Đấy, thì các bác cũng chú ý giúp em, có gì nếu mà cần con nào thì cứ liên hệ, có em có thì em sẽ tìm cho, không có thì em cũng báo. Rồi bên này thì có cái gì không, sang bên này, bên phía bên ngay giá bên cạnh xem có con gì em quay cho bác xem nhé. Ở bên này thì đa số các cái loa con có loa bầu 120, con này bán một cái 4,4-900.000, khá đắt. Ở phía bên đối diện thì cũng có mấy đôi loa bầu 101 IT nha bác, con này thì 60W đến 160W, 60W đối với chơi ở RMS và 160W ở pitch. Cả điện trở của nó là 6 ohm, có vì nó cũ nên là người ta cũng không bao giờ người ta sót cái phần xước và bẩn ở đây cả, đây đã là đương nhiên, đây lại mua hàng cũ thì phải chấp nhận thôi. Thì đây là một đôi label 101mm nữa, con này thì cũng như các quán khác em quay thôi, thì vẫn là một man mode chứa ship và made in USA, và cái công suất tải nó là 150W và đối với 6 ohm, nên một đôi nha bác. Đây cả, đây cả. Đấy thì một man mode tương đương khoảng 2,3 triệu thời điểm hiện tại, đỉnh hơn một chút gì đấy, thì về đến Việt Nam rơi vào tầm 4 triệu gì đấy, một con như vậy. Thì em có một con như vậy nhưng cái mỏ kẹp của nó sau ấy, nó bị rơi mất, thì em bán giá 2/3 con này, 7 cm. Cái này trong cái mỏ kẹp này, trên giữa này nó có một cái sắt ở đây, cái miếng lẫy sắt ở đây, thì mình có thể là buộc cái dây luôn ở đây vào đây để nghe, thì không cần phải là hoặc mình móc vào thôi cũng có thể nghe được bình thường, không cần phải mỏ kẹp này nữa. Thì giá nó chỉ còn 2/3, rồi nó vẫn còn đẹp, 150W thôi đấy. Thì bác nào cần một đôi vừa có thể nghe được ok mà giá rẻ thì em cũng có một đôi như vậy nha. Đấy, thì đây là Đền Nông, đây vẫn là có một bầu 201. Là trước em ở đây nó có 3 đôi hay là 4 đôi đấy, thì em mua hết, còn chưa đúng một cái này vì nó lẻ cặp một mình nó, nên là vẫn nằm đây từ đợt năm ngoái giờ, em không mua thì thôi. Đấy, ở đây thì
Đây này là một đôi bầu 101 MMG. Vẫn nằm đây từ năm ngoái vì nó khá cao, 3,5 triệu đôi này. Vận chuyển nó lên rồi tầm 6 cân cả hộp. Thì 6,2 1,5 triệu nữa. Là 3,5 triệu là 5 triệu rồi. Nên đắt. Con này thì cũng là 6 cân nhưng mà nó 2,3 triệu đối với 1,5 triệu là 3,8 triệu. 4 triệu là coi như là chưa công. Đấy ạ, nó cũng đắt vì cơ vận chuyển nó đắt chứ không phải là em lấy công đắt hay gì đâu. Nhiều lúc các bác hết thông cảm với em. Con này thì vẫn còn con Onkyo này SVKA V60 4.4 này, 2016 này. Thì con sẽ tổ bất yếu. Con này thì chỉ có cái trầm không thôi, không có dây, không có gì, con này không cần nguồn. Cần đấu thẳng dây vào thôi. Đó. Rồi, vậy là có mấy con em quay tạm cho bác xem. Em đi mua đồ, em đi về sớm không trời mưa. Thứ hai nữa là cũng dịch bệnh nó nguy hiểm, em cũng sợ. Lần này nghỉ 9 ngày mà cũng không đi được đâu cả, các bác thông cảm. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.